xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Du Hồng đang ở cầu Nhị Thiên Đường, cầu Thiên Đường 2 ha, cầu mới nè, cầu mới làm bên phải, phía phường 5 quận 8 chạy về phía quận 5 nha. Cô chú chị bạn thấy, anh chị các bạn thấy ba tòa nhà cao đó là tòa nhà Thuận Kiều, còn tòa nhà bên trái là tòa nhà Tân Thành ha. Tân Thành, ở đây là kinh đôi nè. Hôm nay Du Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú chị bạn một cái căn nhà nằm ở mặt tiền đường Tùng Thiện Dương. Một đầu cầu Nhị Thiên Đường á, là bên phía phường 5 quận 8, một mé là phía bên phường 10 quận 8 nha, phường 12 quận 8 nha. Căn nhà Du Hồng giới thiệu đến cô chú chị bạn hôm nay nằm bên đây nè. Du Hồng sẽ chạy vào cho cô chú chị bạn xem nha. Căn nhà nằm trong đây nè cô chú anh chị. Bên đây đó là phòng khám y học cổ truyền nè ha. Đó, đây đây cái nhà này nè, đó, nhà phòng khám y học cổ truyền nè. Nếu mình xây mới thì mình xây được giống như căn này nè cô chú anh chị, căn kế bên nè ha. Đó, ha, căn này nè ha, bề ngang 4607A đường Tùng Thiện Dương nha, chiều ngang 4m, chiều sâu vô 5m ha. Đó, cầu Nhị Thiên Đường đây ha, đổ dấu cầu là mọi người không có gò ga nên nhà mình rất là yên tĩnh ha. Đó, cách nhà cầu này cũng chút xíu thôi, nó tới sát bên nè. Đó, cô chú chị bạn nhìn ha, đường nè ha. Rồi mình sẽ chạy vào đó để review cho cô chú chị bạn xem nha. Mình xây mới sẽ xây được giống như căn này nè. Đó, căn nhà này chủ đang kêu bán giá là 3 tỷ lẻ 50 triệu ha. Đằng kia là dòng xây Tùng Thiện Dương, dòng xây Tùng Thiện Dương cái cầu Nhị Thiên Đường nha. Đó, đi thẳng qua kia là cầu Trà Già, đi về quận 5 ha. Đó, đi ngược lại chút xíu nha cô chú anh chị. Rồi tới nhà rồi. Sao rồi anh Dũng à? Mình xem em cái anh Dũng quay sơ sơ cái anh. Hả? Rồi nếu mình xây mới thì mình xây dựng giống như căn này nha. Đó, giống như căn này nha. Đó, đây là đó khoảng chừng 20m là tới ngoài rồi. Đó, lúc trước là ở đây là làm phòng khám y học cổ truyền ha, phường 12 quận 8 nha, nhà hướng Tây Nam hả cô chú anh chị. Đó, nhà có giấy chủ quyền hồng nha, chủ kêu bán trong 2 tuần thôi, nếu mà bán không được thì chưa được là chủ sẽ xây mới rồi bán vợ giá mới cho cô chú anh chị. Đó, đường này có vỉa hè nè, rất ok ha, gần cô mắt Ti Lý Dương. Ở đây được xây dựng mới một trệt 2,5 lầu nha, 2,5 lầu, 2 lầu một lửng, 2 lầu sân thượng ha. Rồi. Rồi ở dưới đây thì có nhà vệ sinh ở dưới đây ha. Nhà này mình xây dựng mới được một trệt một lửng 2 lầu sân thượng nha cô chú anh chị. Nói chung là ở đây lấy đất thôi. Nhà thì hiện tại cũng đúc bằng bê tông cốt thép ha. Cầu thang thì cầu thang sáng. Rồi ở trên đây là có kho nè, hướng Tây Nam ha, nhà đúc thiệt nha, 3 tỷ lẻ 50 triệu ha. À, đây cô chú chị bạn nhìn ha, ở trên lầu nữa ha, ban công lấn ra thêm được 1m2 nha, rất rộng rãi luôn cô chú chị bạn. Nếu mà muốn xây mới thì mình mua căn này về mình xây quá ok luôn cô chú chị. Ở đây dốc cầu thả xuống nên người ta không có tăng ga lên đâu nha, nên là chạy rất là, nên nhà không có ồn nhiều. Đó, đường phía trước nhà nè ha. Đó, cầu Nhị Thiên Đường đây ha, mình xây mới là xây dựng cao giống như căn này hả cô chú anh chị. Cầu Nhị Thiên Đường bên đây là phường 5 chạy qua nè, phường 5 quận 8 chạy qua, bên đây mình phường 12 quận 8 ha. Ngang 4 dài 5 nhưng cô chú chị xây hết đất luôn ha, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Đây qua quận 5 thì qua cầu Trà Già là tới bưu điện quận 5 rồi.
Rồi xin nhắc lại là căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 3 tỷ lẻ 50 triệu ha, 3 tỷ lẻ 50 triệu nha. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng ha, qua số điện thoại 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Vũ Hồng sẽ tới mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Nhà này hướng Tây Nam ha, đây cầu Duy Thiên Đường có 2 cây sẵn rồi, không có xây dựng thì làm thêm nữa nha cô chú chị. Và đã làm đường song hành quốc lộ 50 bên kia rồi nên không có làm đường mới ha. Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết video review căn nhà 607 đường Tùng Thiện Dương, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video lần sau. Xin chào ha.